có nhạc kìa. Hello. Bốn trăm mét nữa. Bông đó gì nè, đẹp nè. Trời ơi, bông gòn. Bông gòn ba mình ra. Rễ trái, sau đó rễ phải. Đó, hoa. Ừ. Gì đẹp ha mọi người. Mờ ảo lắm. Rễ phải. Hai trăm mét nữa. Đi về hướng bắc. Vòng ngược lại. Sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Có màu gì này cho nó. Con có xuống không? Con có xuống thăm ông Năm không? Tỏa sáng rồi. Đi về hướng bắc. 50 mét nữa. Tại vòng xuyến. Đi theo lối ra thứ tư. Ủa sao không tắt về được? Sáng đi tới đi phát cơm cho mọi người ở ngay bệnh viện Thuận An Bình Dương. Bây giờ đang chạy lên chỗ Bắc Năm, thăm Bắc Năm miếng. Thăm nội miếng. Không nội. Chơi. Tự. Mai đây hạnh phúc xanh dạ, cuộc đời. Đi để cô quên một người. Hello, hello. Ủa, ủa. Hello mọi người, hello. Tài hay đi chân đi. Ừ. Bấm quay lại. Ôi trời. Có nón không chị, nắng lắm á. Nắng lắm hả? Nắng cho đen đen được cho nó năm tính. Năm tính. Đây nắng nhiều khi điện thoại cũng bị ao luôn á. 229 của chú anh chị đang xem trên livestream của mình. Hôm nay anh Tý đi thăm ông nội nha cả nhà. Thăm nội. Đi thăm ông nội, cái con cũng lâu lắm mới lên. Tại bé Loan không có ở nhà đó. Mà nghe nói là tối hôm qua là hôm qua có ai lên. Có ai lên lúc để hàm răng vô đây nè. Lên tháo hả? Hô bự quá hả? Bự. Bây giờ là Tí với Trâm lên kiểm tra coi. Wow. Có tháo ra hả chị? Đó, rồi cho anh chị ơi. Tới mộ của ông nội rồi. Ờ dính. Cái sào. Cái quay của ai? Đó. Quá trời rất là nắng nha cả nhà. Vô cầm cái dù chị cho mát. Ủa, ông Ngọc anh chạy đâu rồi ta? Hơn một năm rồi mà bộ ông nội diễn rực rỡ. Kêu ông nội biết mà. Quốc cầm tụi chị cái dù. Hôm nay lần đầu tiên bé Bùm lên thăm ông nội luôn rồi. Thì xuống hả? Đúng rồi, bóp. Tí. Tí ơi. Khoan để tí để đi kiếm thầm răng chứ. Dạ, để đi tìm thầm răng coi, nghe nói buổi tối hôm qua có ai lén lút lên. Tìm thầm răng chứ. Mày kia bữa em thấy thầm răng răng ở đây biết phải không à. Bữa chỉ ai quay ta? Dĩ Minh. Nắng quá cô chú anh chị không? Dạ, 607 của chú anh chị xem, nhớ like, chia sẻ cho lên tí bức trăm của chú anh chị. Anh Tý có đem theo Thượng Phương Bảo Kiếm nha cô chú anh chị. Đang để trong xe nha. Lát nữa có là ông đem ra ông chạm liền á. Dạ, đang thắp hương cho ông nội. Nắng mình anh khăn quéo gâu nè. Trời ơi, cái điện thoại nó quá nhiệt luôn. Like chia sẻ cho anh Tý, chị Trâm, cô chú anh chị ơi, chia sẻ nha. Em thấy like bị yếu nha cả nhà.
lại đây quý cô chú anh chị ơi. Rồi 10 người thì xì cho 10 anh em YouTube ở đây có mặt đây 1 triệu. Giờ anh Khang đại diện cầm 1 triệu lát nữa chia cho mấy anh em ở đây uống cà phê, uống nước để theo sát được canh mộ bắt năm. Tính luôn anh này nha. Em có Ngọc không? Ngọc, Ngọc biết. Ok nhớ anh Ngọc. Anh Tý mới giờ mồi thuốc cho bắt năm em quý cô chú anh chị. Cảm ơn chị. Bây giờ anh Linh Tý đi vô tìm mà hạt răng nha. Tìm hạt răng hôm qua. Anh Tý. Chào anh Tý. Anh Tý có phát hiện gì không anh Tý? Để tìm coi có cặp đất, cặp miếng đất nào của ông nội đem giấu gì nào. Có miếng gạch con người ta muốn đòi để gì đó ở đây đó anh Tý. Đòi để này kia hoài hả? Đòi để bài hơ đây nè, đó ngay chỗ chị luôn á. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Còn chị đi quá. Đòi để bài hơ luôn. Nghe căng quá. Căng quá. Nghe căng quá. Nghe hồi đêm căng quá nên sáng nay tụi tôi phải xuống liền nè. Wow. Tại không có bé Lon ở nhà mà. Xuống canh giùm bé Lon. Thường anh Tý chị chăm thì like chia sẻ nha cả nhà ơi. Like chia sẻ đi ạ. Mấy tuổi chị? 3 tuổi rồi. Đâu đi theo rồi. Bữa nay mình phát bao nhiêu phần từ thiện ở Thuận An ở Di An? Thuận An. Hồi nãy mình Thuận nguyện ra qua Thuận An 200 phần á. Hồi nãy là phát xong cái mấy anh em chạy xuống đây luôn nè. Dạ. Đây mình có gắn đèn đó. Còn 200 phần chót mà. À tối có cái đèn dây nữa phải không? Thấy cái gì? Đèn dây. Ban đêm đẹp lắm chị. Vậy hả? Đèn dây với hả? Thương mắt năm. Lục bình với hai vòng. Hai cũng thương mắt. Anh chị bắt trước ở đó một ngày là hay lắm á. Tại vì ở bệnh viện đó, trước đó một ngày là bị ngộ độc thực phẩm. Đi lễ hội cộ, bỏ nhập viện mấy chục người. Buổi sáng ngày hôm kia. Nếu mà chị đi trước ngày đó là hay lắm. Là ý là người ta ăn ăn bánh ba, bánh mì, người ta phát từ thiện á. Ăn phát từ thiện bị ngộ độc thực phẩm hả? Rồi hôm nay vậy thì mình phát. Không phải, ý là mình vô. Cái đó thì nó hay hơn. Cái đó là tại vì người ta đi phát cho mấy người đi tham gia cộ để họ chắc chắn là bị ăn cái đó trúng không? Hay là ăn mấy mì nó dính vô mì chua. À cái đồ chua. Đồ chua. Không có thể cái đồ chua, nhiều khi làm đồ chua rồi cái đồ chua nguy hiểm lắm. Đồ chua mà nó lên men. Lên men rồi đó, đúng rồi, cái nguy hiểm. Bé này tên gì hả chị? Bé Bum. Bé Bum lần đầu tiên lên thăm ông nội. Bé Bum lần đầu tiên lên thăm ông nội. Xin một số nhang đi. Dạ, dạ. Anh nào cũng nhiên, tự nhiên nhiên đúng. Giúp xin một số nhang. Chập anh chết. Vậy hả? Trời ơi. Thấy ở trên đây có mấy đứa cũng lùm xùm lắm mà. Tiếng nói lớn, mà sao hôm nay lên dán que đâu có thấy tiếng nói lớn nào đâu. Không có ai đâu lùm xùm tỷ luôn. Có mấy đứa nó lùm xùm coi vừa coi hàng ngày ở nhà coi thấy có mấy đứa cũng lùm xùm lắm mà. Hôm nay lên để coi có đứa nào lùm xùm mà. Làm sao thấy đứa nào lùm xùm vậy? Lùm xùm là tới số với cậu hết. Tại ngày hôm qua có bà chị kia cũng báo kêu là thôi dẹp hết đi, anh em đừng có lăng tăng nữa. Đúng rồi. Bà mới kêu. Có bà lạ. Lạ. Đúng rồi. Dẹp hết đi hả? Dạ. Làm này phải dẹp luôn rồi phải không? Đúng rồi, dẹp luôn. Rồi. Rồi, anh em đây đâu dám lăng tăng nữa đâu. Bên cũng đâu có ai làm gì cả rồi. Thấy chưa anh Tý? Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa tìm ra được hầm răng. Hình như răng răng ổng có để sắt trong đó đó, mình phải lấy 500 mình hít à. Ông tại sáng ở đây có mấy con cẩu của Hòa Duyên nó cũng đi vòng vòng. Thấy chắc tha đi. Nè nó gặm rồi. Nó tưởng cục xương đó. Đúng rồi. Anh Tý thì chuẩn bị đi thắp hương cả nhà vòng vòng. Trời nắng quá cô chú anh chị ạ. Nắng tới nỗi mà điện thoại mà quay là nó quá nhiệt luôn á cả nhà. Rất là nắng nha cả nhà. Phía bên kia thì anh Tý đang đi thắp hương mộ ha, bác Hề Sa, cô Huệ. Khá là lâu rồi mới quay trở lại đây cả nhà. Từ
Dạ. Bữa sinh nhật ông nội tới giờ hôm nay mới quay trở lại. Không, là cái bóng cây kìa chị. Đó. Là bóng cây đó ngồi nó đỡ. Đây đây đây. Đây có cái bóng cây nè. Ngồi đây nó nóng. Tắp hương rồi ngồi. Dưới bóng cây này nè, đây. Đây có bóng cây nè cũng đỡ. Khang nóng quá quéo luôn anh Khang. À, đây là mộ cô Thanh Kim Quệ này cả nhà. Mộ cô Quệ bên này có hai cái chậu bông màu đỏ đỏ khá là đẹp. Hôm vừa hồi dạ tàn. Vừa rồi thì chú Thanh Điền có ra Hà Nội nhận cái danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nắng quá. Nắng quá quý cô chú ơi. Cũng gì ở Hoài Viên bây giờ luôn. Bây giờ 8 đang mới lên khách và sáng giá nhiều chiều cả nhà. Cô nghe nói sạc về lên mộ tối hôm qua phải không? Ổng khè đó cô ơi. Ổng khè, ổng nhăn răng, ổng khè thôi chứ ổng đâu có lên. Anh Tý đang lên đây kiếm răng ổng nè. Ngày mai thì Nghĩa Trang Hội Viên tỉnh Bình Dương sẽ có một cái gọi là đại lễ cầu siêu rất là lớn ha quý cô chú anh chị. Cầu siêu, ngoài cầu siêu thì có cầu an nữa nha. Bắt Năm Hùng á anh. Đây là mộ của ba cô Thanh Thanh Tâm. Quay hướng này đẹp luôn. Sáng rực rỡ luôn cô chú anh chị. Khá là lâu rồi mới lên lại Nghĩa Trang Hội Viên tỉnh Bình Dương. Tự nhiên có một cái cảm giác giống như là mình đi xa nhà mới về vậy cả nhà. Nó một cảm giác đi du lịch mới về. Dạ. Dạ. Người ta đi Úc đúng không dạ. Hôm nay người ta đi Úc. Bên đây anh, bên đây, cái đó mộ mộ trống anh. Nè nè bên mộ trống. Dạ. Dạ. Đây nè, bên đây nè. Bên đây mộ nghệ sĩ Thanh Sang bên đây nè tí. Không, mộ bên đây của người dân. Tại vì tài ở mộ của Bắc Năm cũng rất là nhiều tháng qua. Rồi sau đó thì lên nhà chị Hồng Loan, lâu lâu quay lại như thế này thì cảm một cái cảm giác nó thật sự giống như anh Tý mới du lịch mới về. nó cái gì đó nó mới mới cả nhà, giống như cái gì đó nó mới mới. Dạ đúng rồi, anh Tý đang đi thắp hương vòng vòng hết luôn ha cô chú anh chị. Cô Huệ, chú Thanh Sang. À, và nhiều nghệ sĩ khác nữa trong cái con đường nghệ sĩ, trong nghĩa trang Hội Viên có tên là con đường nghệ sĩ. Đây là mộ của bác Giang Châu. Đây hai cây nên bác Giang Châu với lại diễn viên Thế Sơn, con của bác Giang Châu luôn. Một ngôi mộ mà hai di ảnh nha cô chú anh chị. Dạ đúng rồi, có cái thanh kiếm tiền chạm hậu tấu. Chia sẻ cho anh Tý chị Trâm cả nhà. Hiện tại thì kênh anh Tý chị Trâm với lại kênh của Tài sắp cán nút bạc rồi. Cô chú anh chị mình like mạnh mạnh, chia sẻ mạnh mạnh lên nha. Này Tý đang live Facebook mà. Bên đây.
À, bên đó đó hả? Ờ, nghe nói anh Tý là mình lãnh được trúc bạc là lên khoe với ông nội liền. Là mộ của nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Gì hả Trinh? Dạ. À, cải lương đó anh à? Dạ. Cái vợ cải lương gì 10 chồng 16 vợ lên 3 gì đó. Là có anh Tý không nè? Hả anh Tý? Cái vở cải lương gì mà vợ 16 chồng lên 3 đó. Đúng rồi, đúng rồi. Có anh đó hả? Đúng rồi. Anh với chị Loan phải không? À, đúng rồi. Có cái Loan. Dạ. Yeah. Bé Loan là hồi đó cái đầu. Đây nè anh này. Đóng đóng xong không đóng nữa, cái Loan. Dạ. Yeah. Mà khán giả nhớ rất là kỹ, rất là lâu luôn á. Em gặp khán giả nhắc hoài cái bộ cải lương đó. Cái lương gì mà tiên đồng một nữ luôn hả? À, nhạc sĩ Thanh Sơn đây nè anh. Nhạc sĩ Vinh Sử. Tự nhiên tới mộ nhạc sĩ Vinh Sử cái em muốn hát quá. Bẻ nhành cây trứng cá đó anh. Hồi nhỏ hay leo trứng cá đó. Muốn hát quá. Đây, nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhạc sĩ Thanh Sơn để lại rất là nhiều bài hát luôn. Nhà thơ Ngô Anh Trương. Dạ được 700 like, 700 lượt xem rồi cô chú anh chị, mình chia sẻ mạnh mạnh lên cả nhà. Like like nha. Lâu lắm mà thì mới xem ở cái like như thế này. Dạ đúng rồi. Lâu quá rồi mới quay trở lại như thế này, thật sự rất là vui cô chú anh chị. Rồi cái iPhone bị đứng rồi. Nóng quá hả? Nóng quá đúng rồi. Nắng lắm cả nhà. Trời rất là nắng nha. Ừ. Hồng Loan đang like luôn hả? Dạ, thì mình coi bên đây một chút, coi bên kia một chút. Mỗi bên một chút nha. Dạ, có cô này nói là rất là thích coi cái vở cải lương chồng 16 vợ lên 3. Dạ đúng rồi, anh Linh Tý đang like đó, em đang cầm máy giùm anh Linh Tý. Like để cho cô chú anh chị mình thấy được nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương vào ngày 5 tháng 4 ha. Phải nói là anh Linh Tý lên trúng ngày con số 5 đó anh Tý. Ngày 5 đó, bữa nay ngày 5. Con số 5 huyền thoại, con số 5 đặc biệt nha cả nhà. Hôm nay là trúng vào ngày 5 tháng 4. Dạ hôm nay thì sẵn đi cái dịp mà đi xuống đi từ thiện với anh Tý và chị Trâm đó thì cũng đi xuống mộ Bắc Năm thăm Bắc Năm luôn, cũng như chị Hồng Loan đi hết đi diễn ở Úc rồi thì anh Tý thì lúc này xuống đây cả nhà. Trời nắng quá cô chú chị ơi. Cát diễn với bác Thanh Sang là cô Tài Linh. Cô Tài Linh luôn. Dạ. Mấy bác Thanh Sang nhiều tuần lắm. Dạ. Thật sự mà mấy cái tuần xưa xưa á. Dạ. Mình lớn lên ngồi lấy con gái của bác Thanh Sang đấy mà. Vậy hả? Anh đó hả? Trời ơi. Hôm nay thì anh lên trên mộ của Bắc Năm thì anh có cảm nghĩ hay là mình có một cái gì muốn chia sẻ không anh Tý? Có một cái xúc động gì đó không? Thì cảm giác như mọi lần thôi. Dạ. Lên tới đây rồi thì cảm giác vừa mà. Dạ. Mà nhưng thì thấy cái cảnh đó, cảnh xung quanh đẹp, là mọi người lo cho một phần Bắc Nam rất đẹp. Dạ. Nên cũng
Dạ. Mà xung quanh đây thì dạ, gặp được kỷ niệm không mà. Dạ. Giống như bác Hồ Kiếm này. Dạ. Cái này bên thu nhiều lắm. Dạ. Toàn là những cây đa cây đề được không ha anh ha. Đã ra đi. Sơn nè. Dạ. Có Đồng Sơn là ngày xưa đi hay diễn, hay đi diễn chung những đại nhạc hội với tí. Dạ. Bác họ cùng với em luôn đó. Bác Đồng Sơn là thổi harmonica hay lắm. Dạ. Vừa thổi vô bây giờ dựng dưới đó. Có luôn à? Ừ. Thiệt không à? Trời ơi, hỏi mọi người coi, hỏi mọi người mà có clip không? Có clip không? Hả? Có clip trên YouTube không? Hồi đó là mình có clip trên YouTube. À, vậy là mình không biết là sau này bác Đồng Sơn có quay cái ảnh đó không? Dạ. Là bác Đồng Sơn là vừa thổi harmonica nha, những khán giả mà lớn tuổi mà sẽ biết bác Đồng Sơn. Dạ. Đó là một cái kêu là gì ta? Kỷ luật gia. Không phải. Danh thổi bằng môi á ha. À thổi bằng harmonica đó. Dạ dạ. Vừa hát nó vừa uống bia nè, vừa uống chuối nữa. Ừ, hay ta. Hay chứ chứ. Tao mới ra biểu diễn chứ. Hồi đó tao có tập luyện chứ lắm tao mới ra biểu diễn được. Tưởng vừa ngủ vừa thổi nó còn dữ nữa. Cái này là vừa ăn chuối vừa uống bia mà thổi harmonica. Còn bác Vinh Sử thì tuổi trẻ của anh hát nhạc bác nhiều lắm. Dạ. Trời ơi. Hay ngân nga nhạc của bác. Dạ. Bác Thanh Sơn nè. Dạ. Mày nói buồn quá Phượng. Dạ. À, cô Ngọc Quyền á là mỗi lần về là đều ghé viếng mộ của chú anh Sơn á. Thôi ông khóc, ông nói đại ông khóc đi, ông bà đại nói chống nắng vô mắt nữa. Ông nhớ ông nội ông khóc mà nói nhớ, nhớ ông nội. Nhớ ông nội khóc đúng không anh? Đêm qua ông nội cứ về báo mộng nữa không? Tối nằm nhà coi đó. Qua nằm mơ là nguyên hàm răng cái mặt cái. Hàm răng còn dội đèn lên cho nó biết con có làm răng nữa. Anh cầm cung anh bắn được ai chưa? Mọi người mới nói nè. Ở đây gắn cái camera rồi. À, mà có nghĩa là 5-6 giờ chiều là bảo vệ mời ra không cho vô. Đó, nên là đâu khi, có. Nhiều khi người ta đen quá cái da, nước cái da ta đen quá tại vì ta lai dày da. Nó chui vô lén hả? Ừ. Nhưng mà cái cam này là bé Loan nó thấy được. Nên là không có chuyện gì xảy ra hết á. Nhưng mà cười đó mới thấy. Không có ai vô. Cười mới thấy rằng. Anh thấy không đúng rồi, như mình nói vậy, nó hù tâm lý á tí. Đánh tâm lý bé Loan để cho bé Loan đi làm xa, không có yên tâm làm đồ này nọ. Đặt bài thơ rồi cũng là đánh tâm lý không? Chứ tự nhiên ở đâu khi không ngang ngược đi đặt bài thơ. Tự dân đâu lại đâu để đặt. Ông Tý có bài thơ hay lắm kìa Tý. Ngày em đi gì Tý? Bài thơ khác rồi, không đăng lên mạng rồi. Khác nữa. Không, bài thơ mà ông hay nói đó Tý, ngày em đi gì Tý? Rồi kia nói rồi. Ngày em đi chó đẻ 5 con. Em thấy chị Ni cũng có bài thơ hay lắm á. Hay lắm, bây giờ ai cũng thành thơ sĩ. Đúng rồi. Bây giờ ai cũng thành thơ sĩ. Có ông Sạc Binh là găng sĩ. Găng sĩ. Găng sĩ. Găng sĩ. Găng sĩ là lò sĩ. Mà ông biết là ông làm thêm cái hàm răng giả nào chưa ha. Yêu hay vợ chồng Tí Chăm. Em thấy fan hâm mộ của em bên trên kênh chị nhiều lắm nha. Ủa, giờ đang là máy chị với máy mày vậy thằng? Máy chị? Máy mày đâu rồi? Em tắt rồi. Em like cho máy chị nó. Em thấy nhiều khán giả trên kênh em qua bên chị nhiều lắm. Rồi coi chị Chăm xong nhớ chạy qua coi kênh Tài nha, cô chú. Nắng quá trời chết mày. Ơi, ngồi chơi chút xíu nữa về tí ơi. Dạ. Về đường cũng xa. Trời ơi. Rồi vậy là thời gian này là mấy anh em YouTube mà chăm ở mộ ông nội thì ráng hỗ trợ mộ ông nội nha. Chăm ở mộ ông nội bình yên, bình an vô sự. Dạ. Đó, có chuyện gì thì đưa tin lên cho mọi người ở trên thành phố biết liền. Đúng rồi. Rồi xong rồi tràn xuống. Tràn xuống rồi. Tràn xuống hộ tống liền. Chứ đây có 4-5 ông mà tôi nó quýnh chết. Không, quýnh thì không sợ đâu. Với lại cái mộ chú là làm bằng đá sà cừ Na Uy, nó cứng á, hầm răng giả cạp không bể đâu. Dạ, ông chào cô chú. Ông à, sợ khóc hả? Nãy kia ông ngồi mà ông... Ký ức buồn mà. Ông Tý yếu đuối lắm, ông Tý bánh bèo lắm. Vậy là việc của chị Trâm. Tôi đàn ông mạnh mẽ. À, chị Ni đang khỉa chị kìa. Ủa, bà Ni. Dạ, em chào anh Nguyễn Thị Minh Thái ạ. À. Dạ, anh Thái ơi. Anh Thái ơi, anh Thái.
Em nhớ anh Thái quá, em nhớ mọi người quá, em phải đi xuống mộ ông nội thăm ông nội. Chị Loan cũng đang like. Vậy hả? Mọi người thông báo nói chị Loan like, chị Ni kìa. Mình đi vô. Chào anh Nguyễn Thị Minh Thái. Không, chị Ni kìa. Mình đi không có hồng răng nào hết trơn á. Hình như là bên đó là đang chuẩn bị đúng không chị? Show chuẩn bị hát á. Hôm nay 5 tay. Hình như bên Úc đi 4 tiếng trước 4 tiếng. Đi trước 3 tiếng. Là có nghĩa mình giờ 3-4 giờ là bển tối rồi hả? Đúng rồi. Là không, giờ mấy chiều à? Giờ 2 giờ đúng không? Bển 6 giờ. 4 giờ rồi. 4 giờ chiều của mình là 8 giờ bên kia. Là bắt đầu chuẩn bị hát rồi. Là 4 giờ hơn đó chị. Ủa sao nó le lử quá vậy? Nắng le dữ hả? Nắng hồi nãy em cũng le lử em cũng ở nhà nó cũng vậy phải không chị? À chị Loan xuống like rồi hả? Bà con cô bác của mình chiều nay khoảng 4 giờ hơn nha, là bên đó bên Úc là 8 giờ. Cả nhà mình nhớ xem like của chị Loan, chị Ni hoặc là anh Sang rồi đó, anh sẽ like ha, cả nhà mình sẽ xem trực tiếp bên đó. Cháu coi máy bật lên được chưa? Úc xong rồi về chứ ơi. Không xong rồi về. Tí coi máy. Rồi ông già chỉ bộ nội chưa? Nguồn luôn á. Nắng quá, máy em. Anh cho coi Thượng Phương Bảo Kiếm đi anh. Thượng Phương Bảo Kiếm có đem xe không? Thượng Phương Bảo Kiếm ở nhà. Thượng Phương Bảo Kiếm luôn. Thượng Phương đâu có đem được. Thượng Phương Kiếm nhà ông nội. Kỹ vật của ông nội mà đâu đem xe. Ông nội chỉ chụp hình thôi đó. Nên lần nó lấy ra cho mượn chụp hình cái là cất vô liền. Trời ơi. Mấy này thấy đem ra đúng không? Cây kiếm gỗ ngầu lắm nha, đẹp lắm. Cây kiếm gỗ, gỗ lên nước, bóng đẹp lắm. Mà hình như nghe nói là bên kia gom mà bỏ lại đúng không chị? Đâu có, mấy cái đó kỹ vật của ông nội mà, ai mà đụng vô được. Bên kia nó la làng, la sớm chứ. Thảm nghe gì đó, bên kia đấu giá cây kiếm gì đó, cây kiếm gì nữa trời. Xạo đó, không có. Bên kia thấy mấy cái đen đen này không lấy đâu, lấy cái vàng vàng. À, thấy cái nào vàng mới lấy đúng không? Vậy là bỏ lại những cái vật là đen, chỉ lấy vàng thôi. Ủa bên đó không được like á ta? Chị Loan nói là hát không được like. À cũng có thể đấy. Nhiều khi là chương trình người ta quay riêng đó. Dạ. Quay để up lên sau nữa phải không? Ủa Loan vô rồi đi luôn hả? Không, khán giả nói là chị Loan hồi nãy nói là không được quay. À, không được like. Có thể. Có thể là người ta quay riêng, người ta up trên kênh. Đúng rồi, đúng rồi. Ta lấy bản quyền. Dạ. Dạ. Mình cũng có đội ngũ mình mà. Đúng là đội ngũ mình sẽ bay qua bệnh hết. Dạ đúng rồi. Thôi ai đi đây, tôi sợ mấy bay tôi nhà. Tại vì thường là hát show là tao có bản quyền của tao. Đúng rồi. Đàn ông mạnh mẽ sao sợ máy bay. Đàn ông mạnh giống mẽ như mình đi vô cũng có một lời sợ. Giờ chưa đi máy bay à? Wow. Đi rồi nhưng mà vẫn sợ. Dạ, 1000 like đi cô chú à, anh chị. Chị là chị do là chị sợ nên tí mới ở nhà đúng không? Tôi đi ở nhà tôi đâu cho đi theo. Trời ơi. Ở đây mốt mình đi Tây Ninh rồi thêm show Tấm Đồng nữa. Tây Ninh là 27. Tấm Đồng 30. À. 30. Chỗ gì cách nhau 3 ngày. Vì hát 3 show. Còn 29 á là của một cái bạn bầu show cũng đang bút tí với Loan sang này nọ luôn. Nhưng mà bạn đó đang chờ giấy phép này kia. Dạ. Là 29 là nếu mà bạn đó ok á, đi là đi miền Tây á. Đồng Tháp, Lai Dung, Di Diệp, sao đấy hả anh? Lấp giờ. Trời ơi, lấp giờ. Cô này còn lo cho con chó kìa nè. Kêu lấy nước cho con chó uống. Dạ, để lên xe cho uống nè. Dạ. Tội nó. Dạ, lên xe cho uống luôn nè. Lên xe có cái chén luôn. Về hả? Dạ. Rồi, dạ. Thôi chăm với tí về. Thôi, mấy anh em ở lại tí tí cái cầm thủ. Ôm bé bụng gì nè. Mấy anh em ở lại khỏe nha. Dạ. Lo cho nhà cửa của ông nội đồ bình yên được nha. Dạ. Dạ, anh về cho nước đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Có 400 thôi. Tiếng không tiền. Rồi chào. Chào mấy anh em nha. Dạ. Anh em ở lại khỏe nha. Dạ. Cảm ơn cái món quà của chị Bích Trâm tặng cho mấy anh em trên mộ nha. À, dạ. Thì nãy đếm 10 ông đó. Dạ. 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 Vô đốt chú một nén hương. Thôi để chăm đạo cái thôi. Kiểm tra coi mẻ như nào. Thôi anh tí chị chăm đứng cho em chụp tấm hình đi. Ừ. Làm kỷ niệm đi. Chụp tấm hình kỷ niệm đi. Chụp tấm hình tí vô. Cầm cái dù luôn ha. Chụp. Chụp. Luôn đi. Ừ. Nói lại chung với hiện tại kìa, tôi đi về mình. Nó mà có vàng nữa. Nó vàng nổi tiếng nó vàng kia vàng trời ơi. Mình ta mình nói tiếng mình nó vàng mà có ngày mà có vàng được vô chứ. Nay cũng làm YouTube rồi đó anh.
Ô, cô chào tài 66, chào cô. Ngoài đầu đường có đó. Ok. Dạ. Wow. Ok, cảm ơn mấy chị. Dạ. Rồi, chào tí nha. Anh tí về nhớ mơ nhiều giấc hơn nha. Rồi anh chị về đây để em mượn máy em like thôi cũng được. Giữ máy like. Đưa cho tài nha. Đây. Đó, đang like luôn đó, 1000 mấy người rồi. Ừ rồi, ở lại nha, chị dạ, về nha. Chị ok. Nha. Dạ, chào mấy cô chú anh chị. Tụi Trâm đã lên xe. Lên xe rồi nha mọi người. Đóng cửa lại. Và chuẩn bị về lại Sài Gòn qua lễ. Bye bye, bye bye, ở lại nha, ở lại mạnh khỏe nha. Ê bà hử, đầu đi chua lắm nè. Vô duyên, thúi quách luôn, khùng điên. Đi khát nước quá, đi ra ngoài ngoài đầu đó coi có quán nước. Cái app này mặt đẹp hơn, thấy không? Mặt thật hơn. Còn cái app kia mặt cái gì? Không có quay, không có like gì đâu, có xíu nóng anh tự nó đứng gì hả? Nắng quá. Nắng quá. Không, cái mà cái máy bên, này nó hút nắng dữ lắm. Không, máy anh không hút, máy em hút. Vậy hả? Tại vì máy anh không có cái vỏ này nó không hút. Còn máy em nó bị cái vỏ nên nó hút quá. Cái trang bụi nè. À, nãy giờ tại cầm máy không thấy mọi người đi. Bây giờ chăm với anh tí cầm này, cầm chút nữa rồi xuống để ra uống nước cái xuống. Để mẹ lấy nước cho bé bấm uống. Thấy em không chị? Thấy nè. Cảm ơn mọi người. Hello anh Đình Quân. Tấp vô quán, tấp quá, cà phê này hả chị? Ừ, coi chỗ nào có, tấp vô uống cái. Có miếng nước trà. Uống miếng nước. Áo mồ hôi. Nóng quá. Có cái chỗ ngồi càng tốt. Ngồi uống miếng, mua cũng được. Ừ, kệ thôi, đâu dám về đâu. Anh nghe nói cái câu lâu lắm rồi. Có ly đá không? Tí tròn tròn vậy mà đẹp chị hả? Ơi, trời ơi, có ly đá không? Đang tính giảm cân nữa mọi người ơi. Một chai rì vai lạnh, một chai coca. Bởi tôi nói làm một ca, chai xì tên, làm ca sĩ phiền lắm. Anh uống gì? Làm ca sĩ là phải giảm cân đùm lum la. Cái gì cũng được á. Coca luôn nha. Hay trà chanh. Nên năm ra là phải một chai coca, một chai giữ làm sao cho nó ca sĩ lên sân khấu đẹp đẹp. Một chai rì vai, một chai xì tên là 4 chai tổng cộng. Ủa, cái xì tên. Hả? Pepsi có chai không? Để đang muốn giảm cân rồi đó. À vậy lấy chai đi, cái lon nó đổ. Lấy 4 ly đá giùm luôn. Cây kiếm. À chút xíu tao coi có bánh trái gì để làm năng lập chặt. Dạ dạ. Dạ dạ cô Dung. Rồi. Ừ. Đâu rồi. Ờ giờ lòi ra cái tính tình gì đó. Bánh nào ngon ngon lấy hộp bánh ăn chơi. Cái ông nội Bin. Có bánh gạo không? Sạc độc ông Diên Bin. À, lấy bịch bánh gạo đi. Tình em thấp 10 hả? Bữa hổm tôi tính là hát cái bài Tình em thấp 10 cho mọi người đó. Mà cuối cùng thấy mọi người chắc cũng nghe rồi, tôi hát bài khác. Rồi, ngừng uống nước một cái rồi đi tiếp. Một nè, tỷ ơi, một ly nè. Anh Khang mở cửa trước cho anh Khang lấy không Khang? Chị là nghệ sĩ không trời? Dạ. Thôi, chị mới đi thăm mộ Bách Năm ra nè. Bánh này hàng ngày nào đây? Mặn hết chị. Ủa, sao không thấy comment nữa ta? Dạ, 50. Dạ, cảm ơn chị Thu Liễu. Nè, của anh Khang nè. Quốc có chưa? Đủ hai chưa? Hai người chai đi. Tại nghe chụp hình lòi hầm răng rồi đèn rồi đánh rồi thấy ghê không? Cái này đổ nước chị coi, đổ bỏ. Làm như dông vậy đó. Của chị hết nhiêu? Tấm hình mà tưởng dông. Đâu như lòi hầm răng ra 3 vòng chứ không thấy da, không thấy người gì đó. Nè 55.000 đi, thối lại 50 cho nó dễ. Anh Tí ơi, hôm nào hát lại bài ta đi tìm em đi anh hả?
Được rồi, bữa nào hát? Bữa cái hôm mà ngày khai trương của anh Sang á thì có hát á. Rồi, uống cái đi rồi đi, uống cái đi rồi đi. Ừ. Chứ để đi không có uống được, nó dừng dặn được. Hả? Ủa? Còn chai nữa hả? Ủa, còn chai xì tin chưa có? Còn chai xì tin nữa. Vậy là tính tiền chưa? Chưa tính tiền hả? Rồi, vậy chai xì tin nhiêu nữa? Mười ngàn, bữa nó ủa sao? Dạ, con cảm ơn cô Đặng, cô Thắm với cô Thắng. Uống cái đi cưng, để chạy dùng. Dạ, con xin chào cô Tập Học. Lắp giò đang đợi, cái đó cũng chưa có chắc nha mọi người. Nha Trang Nguyễn ơi, chưa chắc. Tại vì đang đợi thông báo. Anh Tí và bà idol của em bị đánh dữ giọng nha. Tí hát nhạc sôi động hay già sung. Hồi đó hát nhạc sôi động sung không à. Cái bây giờ thấy cái tuổi mình bắt đầu già già rồi đó. Nhảy không nổi nữa. Nhảy cái miếng nạc nó chấn vô cái gần cổ. Bữa nhảy xong thở như cờ hó. Mà bữa hởm á là bị vấn đề gì không? Quên mang vớ. Nói trơn cái giò. Cho cái giò mà nhảy mà chị đuối thôi là em đuối sức dữ lắm. Nó chưa cày da đâu. Tối nay nằm chìm bao nè hả? Rút quân. Tình em thấp 10 á. Đi nha. Mọi người thích nghe bài đó hả? Nè Tí. Với lại với Loan là đang tính hát một bài khác. Bị một cái bài đặc biệt lắm nha. Một cái bài mà bài. Thôi bài dùng la tao con bài 10 năm tao tụt tao không thuộc tuần hát bài dùng la có miếng nước ngọt cho nó tỉnh anh Trang ơi, em không có nước ngọt. Dạ dạ thưa cô chị, nhưng mà nó cũng phải đôi khi nó cũng phải. Dạ em chào anh Tân Lê ở Cần Thơ. Em cũng không dám cho con em uống nhiều, nhưng mà lâu lâu cũng phải cho nó uống. Hè này đoạn tiếp tục qua Mỹ, tí nhớ qua Mỹ nhé, ủng hộ. Một tương lai xa. Ba của tí là ba của tí kia ông kêu đi hoài vậy. Ba những chuyến xe đầu đời thì bếp mớm xong ca với anh Hai rồi. Có gặp đâu nói gì cố vô vậy không, không có nó lừng sừng sững ngọt ngọt vô có miếng đường nó đỡ. Dạ chào chào chị Thế Anh. Ủa anh Thế Anh chứ. Dạ chào chị Chinh Lê ở Vũng Tàu nha. Ra tập 53 hả? Vậy tâm trạng tí đang rất là gọi là nó không có hứng khởi lắm. Thứ năm ra thì để từ từ nha mọi người. Là khi mà mình làm bất cứ gì mình phải có cái hứng. Rồi có rồi, anh nói mớm rồi. Dạ chú. Tao nghiến bị bến tét dại dỗ rồi hả? Khoái gì tét, thường chị tét quá trời. Tét về Việt Nam ở đây là chắc chị tét đi ăn bò bít tét. Tí hát bài Đường Tím Bằng Lăng hả? Bài đó là bài gì? Đường Tím Bằng Lăng là bài gì em biết không? Anh hỏi em nhẹ. Anh cũng hay quá, anh biết người hỏi. Em bị dùng lá me bài thì biết. Khoai lắm, khoai thì khoai mà sạc mấy ông kìa pin mà nó có không có sạc được sạc. Pin thời Pháp à? Cục sạc pin bị chai thời Pháp. Thôi chai già. Dạ chào chị Nguyệt, ông Nguyệt Quảng Ngãi nha. Tí nghĩ là hỏi bài Trầm. Cái bài đó nghe quen quá ta.
bằng lăng hoa tím nở. À, đúng không bà đó, phải không? Trên con đường ngày xưa, bà ca tôi muốn hết hát bà đó luôn. Bài đang hay nhưng mà ca tôi muốn dục cho bà đó gần quên luôn. Em ngơ tim bằng lăng đó đó, như bạn đó đó nghe quen quen. Để mở kìa, mở kìa nè. Thôi thôi, không có mở được. À đúng rồi, các bạn. Khùng. Hàng cây xanh thắm màu. Bà đừng hát bà đó nha bà dâm. À, xe nó lắc quá không có đọc được comment. Tí ơi, hai em nhớ nghe từ nhỏ nghe. Dạ dạ dạ, ok chị thấy anh. Đó bây giờ mọi người hát, mọi người ghi một câu ra bài hát đó là mọi người đang cùng hát rồi đó. Mọi người comment một cái. Dù mọi người à, bằng lăng qua tím nở nè, còn người kia là khi xưa mình ở đi ha. Người kia nói về chúng lưới mộng vậy đó. À, qua tím bằng lăng để đi coi là cái bản quyền của ai, nhạc của ai thì mới ok được. Bật mí nhẹ cho mọi người biết là một cái ca khúc mà chuẩn bị đi diễn ở Tây Ninh, một ca khúc mà ông nội từng hát trong chương trình Rạng Đông. Đố mọi người ca khúc gì? Không phải qua tiếp bằng lăng. Ờ, tiếng chê cái gì chăm của bà giọng hát có 102 vậy. Dạ, chào chào chị Nhung. Có lần chị nghe tí hát bài tí sáng tác bài gì chị quên rồi kìa. Yeah. Chị, à, tự gì chị quên rồi chị, tí em hát hay khó trả lời. Dạ. Em cũng quên bài hát đưa của em luôn rồi chị. Comment của chị làm khó tụi em. Tí ca bài ghe bay mất rồi. Anh tí ngày xưa có quê album, à có ra album Thôi Em Đừng Mơ, hát bài đó rất hay, em thích bài đó. Ờ, bài đó là cũng có nhạc sĩ Cam Minh Thu luôn đó. Thôi em đừng mơ, thôi em đừng mộng đó. Dù đời mình còn lắm gian truân, quên lâu quá không hát. Đường tím bằng lăng, không phải bài đó nè. Anh Tý còn nhớ bài hát quê em thôi đừng mơ không. À, cái bài đó là cái bài Thôi Em Đừng Mơ, bài đó của nhạc sĩ Cao Minh Thu luôn đó. Trâm có giọng cười không lẫn với ai luôn, thích nhất giọng cười của Trâm, không phải cô gái Bạc Liêu. Sai bét. Một cái bài mà không có một bầu show nào thích hát bài đó. Bài tên gì? Không, đang bí mật, người ta đang đố trên đây mà. Những bài tên gì? Bài cuối, vết thương cuối cùng. Gì kì. Không phải luôn, cái tia ai. Dạ, con cảm ơn chị Huệ Mai. Tí ơi, giảm cân đi con, hay chưa? Mọi người hồi nãy có người nói là tí tròn tròn dễ thương, bây giờ có người nói tí ơi giảm cân đi con, thấy chưa? Biến hồn. Cái gì? Bài đã gọi là cái tựa bài. Không phải. À, mọi người đang lên YouTuber đúng không? Mọi người đang lên YouTuber để mọi người coi cái chương trình mà ở Rạng Đông đó là hát bài gì đúng không? Biết lắm nè. Thì mọi người đã sai lầm. Một bài mà mọi người sẽ không ngờ đến. Bài gì thế?
À, bài mưa bong bóng hả? Mưa bong bóng là của cậu Tí đó, của cậu Tí viết á, cậu Lý Dung Liêm. Bài mưa bong bóng thì bên mớm là xong ra với anh hai rồi. Hôm bữa đi nhậu thôi, vừa bước vô bàn nhậu kia Tí lại đây uống với anh cái, vừa cũng liêm một cái Tí sao giờ ốm gì Tí, ráng mập mập lên xíu, ốm lồi xương lum la. Thì chút xíu đi vô trong kia kêu Tí lại cũng lý anh cái, thì vừa ban lại cái đó, Tí sao giờ này mày mập quá, giảm cân đi Tí. Có số kỳ vậy ta, từ trước ra làm sao mà thì có người khen tôi mập, người tôi ốm. Ừ. Cuối cùng nhìn lại cái bàn á mà chê mình ốm á, là cái bàn đó do cái bàn che mình mập, là cái bàn đó không dôm. Tí lúc nhỏ Tí đừng Nguyễn Cánh Chân hả? Dạ đúng rồi, hồi đó em có đứa em gái ở giờ vẫn còn mà quên, không phải phận tơ tầm luôn, không phải xin em được cấp vui vui luôn, Tí mập địch. Còn bài ai lấy cúp vàng bơi lội cũng nói à. Ừ. Cho tới giờ cái huy chương vàng cũng mất luôn. Thí dụ như mình về Đồng Tháp về lắp giò đó, đó. Đó, 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 hát lên Tháp 10 là ổn áp. À, tự nhiên mình về Tây Ninh cái mình hát lên Tháp 10 thấy nó đi về một chiều hướng khác nha. Ha. 20 năm tình đẹp chôm chôm, bài đó bé Loan hát hoài. Tí nói ông ca Minh Thu viết bài đau lòng quá đi. Yeah. Hát bài về miền Tây hả? À, về thăm giữa lưới miền Tây hả? Dạ. Con cảm ơn cô Loan. Bài xin trả tôi về sai luôn, chị Mai sai luôn. Về Tây Ninh hát bài chuyến xe Tây Ninh lui đi Tí ơi. Dạ bài đó em biết nó mà nó không biết em. Dạ chào anh Công Chí. Dạ chào anh Hải. Đúng là bài mưa bong bóng á, bài mưa bong bóng là bài của cậu Tí. Cậu bà con nha. Tính qua bển ở với cậu. Cậu cũng khá à. Chốt bài quậy cho sung nha, lời tỏ tình dễ quê. À, dạ. Thì Tí bật mí gì đó, bài hát trong một cái chương trình ca nhạc Rạng Đông. Đề nghị cho Trâm học hát. Trời ơi, nó có chuyện hát đó nha. Chuyện hát là mọi người phải biết nhịp. Cái nhịp quan trọng lắm. Cái nhịp giống như là gọi là mọi người... không phải như là karaoke chạy chữ sẵn cho mọi người biết chỗ nào vô chỗ nào không vô. Chào Kim Ngân. Tức là cái nhịp á, mọi người chỉ cần nghe cái nhịp thôi là mọi người vô hát bài được liền. À, mà bài Trâm bắt không có cái nhịp. Hồi lần đó mà viết cho bả cái bài về nhà em, bả vô phòng thu, bả thu một mình bả 4 tiếng đồng hồ. Nè. 4 tiếng đồng hồ cái khuôn mặt này. À, khiến mà cái thằng mà ngồi thu nó quạo luôn à. Cái mặt nó bạo đeo. Mày hỏi nó uống nước gì không? Ừ, uống cái mặt... cà phê gì không? Ăn gì không? Ừ. Hỏi lia lịa hả? Ờ. Cái mặt nó vẫn cọc. Cái mặt nó vẫn cọc. Nó không quay qua nó. Trời ơi sao uống hoài vậy? Sao uống hoài vậy? Sao ăn uống hoài vậy? Nó ngồi mà muốn thăm nó luôn. Nó mua cho chị thăm cho nó.
À nhớ rồi, qua muốn biển đúng không Linh Tí? Dạ không, không phải anh Quy ơi. À bật miếng tí anh ạ. Để là bữa lên đi anh đi. Lên đi anh đi. Hát bài Kiếp Đỏ Đen hả? À bài đó ở nhà của người hát rồi. Bài Kiếp Đỏ Đen cũng dành cho Đỏ Đen bà được. Hát mới ra được. Ngồi trước tấm gương sáng soi vào đó mới thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Bài Xe Cao hả? Bài Xe Cao hả anh Minh? Bài Xe Cao đó là có cái nhóm nhạc Tùng Linh với là Quỳnh Ngọc Tâm Anh. Hay dữ lắm. Nhật Thực bữa hổm hát rồi đó. Nhật Thực hát bữa hổm ngay trống đồng rồi đó chị. Chị Hà Trần Kim, bài Xin Em Đừng Khóc Bù Quy. Dạ Bù Quy là có bà con nghĩa bơ Bù Ri hay là Bù Đăng đi không chị? Bài chương trình có anh Du nữa, anh Du sẽ chắc chắn là hát bài đó rồi. Cuối cùng cũng có người trúng nha. Cuối cùng cũng có người trúng. Có người nói trúng rồi đó. Cái về đây bé Lâu thua bài đó này, chứ lại tí lại bé Lâu sẽ thua một bài của anh Nguyễn Minh Anh luôn. Ok thua. Đón hay gì ta, hay là kể nguyên một cái clip đó ra. Dạ. Dạ cô Loan. À, dạ chị Loan ơi, cái đó là cái chuyện của bầu show. Dạ. Đó là chuyện bầu show, em không có biết. Em không biết, đi hát chơi cho vui thôi. Với lại tại vì tí bên diễn viên á, cho nên lâu lắm rồi mới đi hát lại. Gọi là nội đồ đạc á, còn phải chạy qua mượn ba đó. Chứ đồ ở nhà là không còn, đồ đi hát nhà không còn nữa. Còn mấy cái vết đen rồi không à. Muốn vết nổi, màu nổi thì phải chạy qua mượn ba. Đúng, không phải, không hồi nãy có người đứng trúng rồi đó. À à chị Thoa, à Thoa đấng trúng á, hồi nãy Thoa đấng trúng rồi đó, mọi người lật lên là biết bài đó liền. Ok anh Thành Long. Ok, bường ba miền. Bà muốn nói gì với mọi người nữa không? Mọi người tắt cho bà ngủ miếng. Cái mặt kì vậy? Mặt đi giấy giờ hơi đơ. Trời đó, mẹ con nè, thấy không? Mẹ con gì đâu nè. Gục ngã. La liệt hết trơn. La liệt. Đi từ sáng giờ hơi phê. Hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. À, cái lời là cái bài mà Kiên Giang mình đẹp làm sao. Hồi bữa ông cũng nghe. Em với con Bon Lai, con Bon nó bắt nó hát bài họ vô tôm cá đang chờ, kia tôm cá đang chờ. Ủa nó hát hay thì hay, bên ai cũng khen hết chưa. Khen không? Khen. Khen không? Khen, hát mắc cười lắm. Mà nó cao mà đúng. Bà tự khen nó hay là người ta khen nó? Người ta khen bà. Lát nữa tắt tôi mở cho. Bơ đi tí hả? Bích Trâm hát bài Dùng Lá Me Bay. Dùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình.
mà hát tưởng tượng cái vùng đó không còn lá nào hết trơn. Mà còn me bay không? Hát một hồi là me bay không có lá không có bay được. Me và hái xuống là chọi lên đó. Con bài 10 năm cũng thuộc rồi. Dạ không có gì Dung Dung. Thôi để cúp cho mọi người nghỉ ngơi nha. Bây giờ con đi con chắc dập mắt chút xíu lên xe. Nha mọi người. Bye bye mọi người. Bé Trâm giỏi thiệt, chúc hai vợ chồng em nhiều hạnh phúc. Dạ. Không có đâu. Hên thôi vậy. Hên thôi, giỏi là cái vụ mà có được em cái gì. Em biết anh đang nói là giỏi là cái vụ mà có gì được em chứ gì. À hát hay hả? À, dạ. Hát hay mà thử có nhạc lên đi thấy cái cảnh. Có nhạc đi là nhạc một bên và em một bên. Dạ. Là em chặn cái bình luận đó rồi đó, không vừa thấy bình luận. Cái gì nha mọi người, đi xuống like à, chúc mọi người có một buổi tối lộn, chúc mọi người có một buổi sáng, sáng gì thôi chúc gì cho gọt, chúc mọi người có một buổi sáng trưa chiều thật là hạnh phúc, gom chung gì buổi nào chúng buổi đó. Sạc pin sắp về thăm hả? Trời ơi, sạc độc Âu Dương Pin mà về đây tôi khoái dữ lắm nha. Lúc là con biết không lâu rồi, mẹ chớ tiến con liền. Bye bye mọi người nha. Ủa tắt chỗ nào? Nói cái lúc chết không? Cái app này đẹp nè, chưa tắt.